Dạ vâng, cuối cùng xin chào toàn thể tất cả bác và tất cả anh em im thanh thân mến. Thì trong video hôm nay anh em lên chi tiết hai chiếc đáy đến từ Mỹ cho tất cả bác tham khảo. Đó là một chiếc đáy Carver mã là BM950 và một chiếc đáy Boss 1666 nha bác nha. Đấy. Vâng, và giờ thì em sẽ đi vào nội thất từng con cho tất cả bác cùng xem và quay tổng thể toàn từng chi tiết một cho tất cả bác xem nha. Đây là mặt trước của con BM950 hãng Carver dòng chi đó nha. Đấy. Nắp lưng. Vâng, và bên trong chiếc đáy Carver BM950 thì nó sẽ có cấu trúc giống như là một cái con bot. À, thì khác về dòng 950 thì nó phần này thì nó sẽ không có lọc nguồn nha bác nha, không có lọc nguồn. Đó. Còn ở những con bot thì nó đều có lọc nguồn hết, từ 1600 đến 1800. Dòng Carver thì chỉ có 1400 thì nó mới có lọc nguồn. Lọc điện nha bác, lọc nguồn điện đó. Tăng phô nồi tụ là tụ Philips. Da bìa thì còn rất là mới nha. Con này về dòng đời 950 thì nó sẽ chạy là 24 sò. Chạy là 24 sò nha, 2 4 6. 2 này, 4 này, 6 8 10 12. Bên này 12 nữa là 24 con. Đó, mặt sạch đẹp nha bác nha. Về con này thì công suất của nó là 475W trên 1 kênh. Thì với công suất này thì nó đánh vô tư 1 cặp bát 40 nha bác. Cặp bát 40 hoặc 2 cặp 30. Với dòng bớt hay dòng cover thì ưu tiên các bác ghép vào những dòng loa bớt thì nó sẽ cực kỳ là hay. Đây là phía sau của sản phẩm nha bác. Mắc in dữ ra. Con này thì có nguồn điện là 230V. 230V nha. Đấy, đường tín hiệu vào là 3 lăng và 6 ly. Lỗ thông hơi quạt gió. Chạm lo. Bắp chuối bắp chim thường dụng. Quay chi tiết một lần nữa cho tất cả bác xem về nội thất phía bên trong của chiếc đài này. Vâng, và con đói này thì bên em đang có mức giá là 13 triệu, bên em bao ship toàn quốc cho tất cả bác nha. Đấy, 13 triệu nha bác, bao ship toàn quốc cho tất cả bác. Cover BM950 nha. Rồi, giờ thì em đi sang chiếc đáy thứ hai, đó là chiếc đáy bao 1600 series 6 với hình thức cực kỳ là đẹp, với cái con đáy tuyển chọn từ Mỹ nha. Đấy. Và đây là nội thất phía bên trong của con bao nhiêu bác nha. Thì con này thì về đời 1600 thì nó sẽ bé hơn là cái con đời Carver 950. Con này thì nó chỉ chạy là 20 sò thang ép. Và về cái nội thất của nó thì các bác thấy là hai con nó tương đối là giống nhau, đều một con chạy nhiều sò hơn, công suất lớn hơn, và một con chạy ít sò hơn, công suất bé hơn. Và phía bên con bot thì nó sẽ có hỗ trợ là lọc nguồn điện nha bác, lọc Mexico nha. Đấy. Tăng phô thì cũng giống nhau nha bác, tăng phô thì giống nhau, không khác gì hết. Tụ là Philips, cũng chỉ số là 22.000 mi. Tụ con 1600 thì nó sẽ ngắn hơn một tí, nhưng mà chỉ số nó vẫn bằng nha bác nha. Đấy, hình thức con này thì cực kỳ đẹp
khoảng trên 90% nha bác nha. Đấy. Tất cả còn trịch tinh đấy. Rất là mới nha. Số seri là 616 nha. Tín hiệu vào 3 lăng và 6 ly. Chạm lo ra này. Đấy, còn mới tinh luôn. Độ thông hơi 325W trên một kênh, điện là 220 đến 240. Hàng xuất Âu nha. Công suất mát là 1300W. Đấy, mặt sạch đẹp luôn nha bác. Vâng, và giá thành con này thì nó sẽ có mức giá là 14 triệu 14 triệu nha bác nha. Đấy, giá cực kỳ là tốt cho các bác để các bác chơi về những dòng bông 16 series 6 này. Đấy, giá là 14 triệu bên em bao ship còn có cho các bác, thì các bác có nhu cầu mua sắm những con đấy xịn sò từ cà vơ và bốt thì alo cho Phú Hồng và số nổi trên màn hình. Bốt thì hiện tại em bốt 16 series 6 hiện tại em đang còn hai con nha. Hai con, một con là một con đang test trên này, một con em đang quay chi tiết cho cả bác. Đấy, hai con này nó đều đẹp như nhau hết, không có con nào hơn tiếp cận con nào nha bác nhé. Rồi em xin cảm ơn tất cả bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại tất cả bác video sau.